Những dấu hiệu cho thấy bạn là một healer. Trong tiếng Anh, heal có nghĩa là chữa lành, phục hồi. Và healer có nghĩa là những người chữa lành, những tổn thương và vết thương của những người hoặc sinh vật xung quanh. Dù đó là tổn thương về tinh thần hay thể lý, dịch như thế mới chuẩn nghĩa, nhưng quá dài. Nên trong bài viết này, mình xin sử dụng từ nguyên gốc tiếng Anh. Quân quay của xã hội hiện đại lúc khiến chúng ta thật mệt mỏi và như mất hết sinh khí, chứ kể việc làm trong văn phòng chôn chân tại một chỗ ngồi suốt nhiều giờ. Cũng gây ra cho chúng ta không thể bình tật thể lý nói cách khác, hơn bao giờ hết xã hội đang cần thêm rất nhiều những healer một tin mừng là khả năng trở thành healer không phải của riêng ai cả. Mặc dù khuynh hướng này có thể xuất hiện rõ rệt hơn ở một số người, đặc biệt là những người có lối sống thiên hướng tâm linh, tinh thần. Sau đây là một vài biểu hiện cho thấy bạn là một healer tiềm năng. Một, Bạn nhạy cảm với cảm xúc của người xung quanh, không bao giờ muốn làm họ tổn thương. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất những healer thường đều là những con người có cả tính rất nhu mì, ôn hòa, họ cực kỳ ngại việc sử dụng lời nói hay hành động để làm tổn thương người khác. Họ thường không phải những người bạn hàng hay tranh luận tốt cũng bởi lý do này. Đổi lại, họ là những người rất biết lắng nghe, thông cảm và thường trở thành những chuyên viên tư vấn rất được, tự nhiệm. 2 bạn khó chịu trước sự căng thẳng của các mối quan hệ bởi vì bạn nhìn nhận mối quan hệ giữa các cá nhân như một thực thể nó mang năng lượng và những tần số rung động nhất định những mối quan hệ tiêu cực hoặc có chiều hướng trở nên tiêu cực trong mắt bạn chính là một sinh linh đang bị thương tích và vì thế nó cũng cần được chữa lành bởi thế, mỗi khi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh, bất kể là ai, trở nên căng thẳng và tiêu cực, bạn năng healer của bạn sẽ liền thối thúc, khiến bạn trở thành người chủ động mở lời chữa lành mối quan hệ đó. 3. Bạn đã từng trải qua những mất mát tổn thương sâu sắc. Một người cần phải trải qua tổn thương để có thể phát triển khả năng thông cảm, đồng cảm với những tổn thương mà những người xung quanh họ trải qua. Cũng vì lý do này nên không ít các healer thường chỉ được đánh thức tiềm năng sau một số sang chấn tâm lý hoặc trải nghiệm tâm linh kỳ gì mà họ vô tình trải qua. Quá trình này có thể khá đau đớn, nhưng cái quả mà nó mang lại ngọt ngào gấp bồi, bạn có thể hình dung nó như quá trình rèn đúc kim loại. 4. Khuynh hướng nghề nghiệp phản ảnh khả năng chữa lành của bạn các healer, đặc biệt là sau khi thức giấc, thường sẽ bộc lộ niềm yêu thích và quan tâm mạnh liệt cho những nghề nghiệp như bác sĩ, y tả, hồ sinh, chuyên viên vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, tình cảm, thay thuộc, vân vân. Bạn cũng có thể xuất thân từ một gia đình với nhiều thành viên làm trong những nhóm nghề trên. Trước khi đầu thai, nhất định linh hồn của bạn đã lựa chọn một gia đình như vậy nhằm bảo đảm bạn có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành một healer sau này. 5. Những người xung quanh bị thu hút bởi bạn Đây là bởi vì xung quanh bạn luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng này có khả năng chữa lành, thế nên việc những người xung quanh bị thu hút bởi bạn là vô cùng dễ hiểu. Để nhận biết, lần tới bạn hãy quan sát mỗi khi bạn bước vào một căn phòng đang có nhiều người hoặc mỗi khi bạn lên tiếng nếu bầu không khí lúc đó bỗng trầm lắng hoặc nhiều hẳn lại mọi người thoải mái vui vẻ thì đó là vì năng lượng chữa lành của bạn vừa chiếm lấy hết căn phòng. 6. Các em bé và động vật bị thu hút bởi bạn Bạn không rõ lý do là gì nhưng bạn đặc biệt thu hút trẻ em và tuổi đời của bạn tuyệt nhiên không phải là một yếu tố ảnh hưởng. Các em bé sơ sinh thường hay nhìn bạn chăm chăm nếu chúng lớn hơn một chút. Chúng đặc biệt thích đùa giỡn cùng bạn. Chó, mèo và vật nuôi trong nhà cũng luôn cuộn quýt và đi theo bạn vì chúng đánh hơi được năng lượng thiền tĩnh từ bạn. 7. Những người xung quanh tìm kiếm lời khuyên từ bạn. Chính vì có khả năng lặng nghe, nên mỗi khi trò chuyện cùng bạn, những người xung quanh cảm nhận được sự chủ tâm bạn dành cho những câu chuyện và vấn đề của họ. Cứ thể, vô hình trung bạn trở thành nơi trục gánh u sầu cho bạn bè và người thân xung quanh. Nhưng bạn đừng vì thế mà cảm thấy mình thiệt thòi, bởi vì bạn may mắn một cách kỳ lạ. Bởi vì vũ trụ này rất công bằng, các healer vì trong cuộc sống luôn không ngừng hoạt động chữa lành những người và sinh vật xung quanh nên họ tích được một lượng thiền nghiệp bảo rất nhiều nghiệp thiền bảo rất nhiều kết quả họ trở thành những người đặc biệt may mắn họ thường thoát khỏi những vụ tai nạn như tai nạn giao thông chẳng hạn trong đường tơ kẻ tóc và trong những trường hợp hiểm hoai gặp nạn những chấn thương họ gặp phải thường sẽ không nặng nề và sẽ phục hồi một cách nhanh chóng thần kỳ. Bạn sở hữu bao nhiêu yếu tố trong danh sách trên? Bạn có phải là một healer không? Bài viết từ ở đâu ta? Như Facebook của Hoàng Minh, à, cộng đồng healer chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Quan tâm về nghề healer hãy tham gia vào group cộng đồng healer chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm Healer Việt Nam Facebook